À, kính thưa quý vị, và chia tay tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Lâm Dũng thì ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng với ca khúc được mang tên Anh Sợ. Vâng ạ, xin mời ca sĩ Tuấn Hưng ạ. Vâng, để tiếp nối chương trình thì em gửi đến anh chị và các bạn một ca khúc được mang tên Anh Sợ. Chúc anh chị và các bạn có một buổi tối nghe nhạc thật vui vẻ. Chưa